Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai iPhone Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường bê tông của xã Ngã, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là trong cái khu dân cư này, ở trong khu vực này toàn bộ là nhà dân san sát hết quý anh chị ha. Đó. Nhà dân nè, cái khu này là nó hơi nhét nhát tí là lý do là gia trai nha quý anh chị, vừa gia trai ha. Đó, vừa gia trai đây. Đó. Đây anh chị nè, đây là cách cái đường nhựa Trang Tiên, cách trường học rồi bệnh viện của huyện Long Điền, trung tâm y tế huyện Long Điền khoảng độ tầm 500m thôi quý anh chị ha. Còn quẹo phải là ra chợ 500m nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm đây, cuối cái con đường này nha. Thì đường này là đường 6m nha quý anh chị. Đường 6m thì mình là cặp với cái nhà này, cặp với cái nhà này nha quý anh chị. Đó, cặp với cái nhà này đây. Thì mình là từ cái tay em chỉ nè, từ đây nè đi thẳng qua vách tường bên kia đó, chạy thẳng cuối đường luôn quý chị ha. Đây đó, đây đó, cuối cái vách tường này nha quý chị đó, ngang 5 sâu 30, trong đó là có 80 mét thổ cư rồi đó, có 80 mét thổ có 100 mét thổ cư rồi quý chị ha. Căn cư này em quay sơ cho quý chị xem nè, mà giá là siêu ngọt luôn nha quý chị, giá chỉ có 850 triệu thôi. Công an huyện Long Điền rồi trung tâm hành chính huyện Long Điền đâu đó khoảng độ tầm 500m là tới vô quý anh chị. Cách thị trấn Long Điền cũng khoảng độ tầm 5 đến 1 km ha. Đó. Là miếng mình là coi như là cuối cái hẻm này nha quý anh chị. Rất là yên tĩnh luôn. Bên kia cũng có nhà này, bên này cũng có nhà này, nhưng mà bên này là nhà mặt tiền bên kia quý anh chị ha. Rồi để em quay sơ cái khu dân cư đây cho quý anh chị xem nha. Nó cặp vách này giống chú quý anh chị, cặp vách này đi ra ha. Giá chỉ có 850 triệu là anh chị sở hữu ngay nha. Đó, đây là khu dân cư quý anh chị ha. Thì khu mình là điện nước, nhà nước hết cho quý anh chị, hướng là hướng đông, hướng đông bắc quý anh chị ha. Hướng này là hướng đông bắc nha quý anh chị. Ở đây. À, anh chị cũng có thấy là khu dân cư nè anh chị thấy không? Dân cư ở đây là san sát hết luôn quý anh chị ha. Kín luôn, chiều lại là có mấy trẻ em ra đây chơi rất là nhiều nha quý anh chị. Đường này là đường bê tông 6m nha quý anh chị. Ở đây là được cái là gần trung tâm y tế thị trấn Long Điền là khoảng độ tầm 500-600m thôi, thì chút nữa em sẽ quay ra luôn cho quý vị xem luôn ha. Rồi cách chợ Ân Ngãi đâu đó khoảng độ tầm 5 đến 600m nha quý anh chị. Dân cư ở là kín kiên kỳ hết quý anh chị ha. Tuy là mình ở trong hẻm cụt nhưng mà được cái là dân cư đông. Anh chị cũng thấy là đông kín luôn quý anh chị ha. Trước mặt anh chị đây là đường Trang Tiên, thì cái đường Trang Tiên này anh chị quẹo phải ra quốc lộ 15 qua chợ ra chợ Ân Ngãi nha quý anh chị. Đi hướng này. Còn anh chị quẹo trái đó, quẹo trái hướng đây thì ra đường Hương Lộ 14 về xã Tam Phước, huyện Long Điền, rồi ra trung tâm y tế đó, ra trung tâm y tế nha quý anh chị. Thị trấn Long Điền quý anh chị ha. Rồi ra ngã ba chợ Bến, cách phường Long Toàn khoảng độ tầm 5 km là tới phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa rồi quý anh chị ha. Từ đây anh chị đi biển Long Hải, anh chị đi khoảng độ tầm 8 km nha quý anh chị. Rồi cách thành phố Vũng Tàu đâu đó khoảng độ tầm 25 đến 30 km, rất chỉ là gần thôi. Đó. Diện tích là 150m², trong đó đã có 80m thổ cư. Đó. Anh chị là xây nhà thoải mái, đất mình là full hồng nha quý anh chị. Đó. Full hồng nên là quý anh chị an tâm ha. Đó. Trước mặt quý anh chị là đường trường Phạm Hữu Chí nè, trường trung học cơ sở ha. Bên tay trái là trường tiểu học và trường mầm non. Nói chung đây là gần chợ trường học, rất chi là tiện cho con em đi học quý anh chị. Đó. Mà giá chỉ có là không còn lô nào trong này mà rẻ hơn hết nha quý anh chị. Đó. Chỉ có một lô duy nhất thôi là chủ đang cần tiền bán để hỗ trợ lũ lụt ngoài Bắc nha quý anh chị. Đó là anh chủ anh nói em vậy quý anh chị ha. Đó. Và em thông tin là hiện tại anh đang ở ngoài Bắc và giờ anh cần tiền để anh hỗ trợ lũ lụt ngoài Bắc nha quý anh chị. Đó. Cơn bão Yuki làm để anh hỗ trợ quý vậy ha, là giá chỉ có 850 triệu thôi. Đây là cái sổ vậy ha.
xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 152,6 m vuông, sử dụng riêng có 80 m đất ở. Đó, đất mình là đường đi vô 6 m quý anh chị thấy không? Đó, đường đi vào rồi xong rồi đất của mình thì nói chung đất mình là nở hậu nha quý anh chị. Đó, rồi là cuối hẻm rồi nên là rất chi là yên tĩnh luôn. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ cho em liền nha.